Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, tự trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tự trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Các những năm học mới tổ chức vào ngày 5 tháng 9 năm 2024, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18 tháng 1 năm 2025, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2025. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dự kiến diễn ra trong ngày 26 và ngày 27 tháng 6 năm 2025. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo.